Hello, xin chào bạn đã quay trở lại kênh KTM.com. Đập ngay trước mắt các bạn là một cái thùng cắt tông rất là to luôn. Và bên trong nó chỉ đựng một cái laptop thôi, một hộp rất là to. Và kích thước của nó là chiều dài 60 và chiều rộng 40cm. Siêu to luôn. Lazada thành tên mua sắm. Và bên trong hộp có gì? Đó chính là mình mua sản phẩm là Apple MacBook Air 13 inch 1.8GHz dual core Intel Core i5-128GB màu bạc, số tiền là gần 18 triệu. Ở đây có dòng chữ hàng dễ vỡ, xin vui lòng nhẹ tay. Và mình cũng không ngờ cái hộp nó lại to như thế này luôn. Cho các bạn chiêm ngưỡng lại cái hộp trước khi mình mở. Và bây giờ mình sẽ mở hộp xem chất lượng sản phẩm laptop mua trên Lazada. Đây là hóa đơn. Còn bên trong bọc còn xốp và một cái hộp. Bên trong còn gì không? Còn xốp thôi. Và đây là cái hộp MacBook của chúng ta. Nên đảm bảo chống sốc rất là tốt. Nguyên tem Lazada. Xung quanh hộp có gì? Có thông số của con MacBook này. Và cái cảnh báo cháy nổ. Bóc tem tiếp. Đây. Và đây là sản phẩm. Bên trong còn có 4 cắt tông rất là dày, chống sốc rất chắc chắn luôn. Và đây, cái hóa đơn Apple MacBook Air 13, số tiền là 16.300.000, thuế 17.900.000, tổng 17.990.000 đồng. Và rất là rẻ, tại vì bình thường giá là hơn 20 triệu cơ. Đó, nguyên siêu rất là mới và đẹp. Hôm đấy Flash Sale giảm giá dưới 18 triệu, quá ngon. Đó, MacBook Air hộp rất đẹp luôn, một màu trắng tinh khiết. Bên trên có hình con MacBook. Mặt dưới của hộp thì có vài thông số về cấu hình của con MacBook Air này. Màn hình 13 inch, ổ cứng 128GB SSD, đồ họa Intel HD Graphics 6000, RAM 8GB vân vân. Cạnh trái và cạnh phải hộp thì có logo của Apple. Ok, và bây giờ mình sẽ bóc siêu. Rất hồi hộp luôn. Lâu lắm mới được bóc siêu laptop. Chắc chắn sẽ rất là đẹp. Một, hai, ba. Phê đừng hỏi luôn. Chân lư. Cảm giác bóc siêu sản phẩm mới rất là thích. Ngoài ra bên trong hộp sẽ có cái phụ kiện kèm theo như là dây nguồn. Sạc của Apple rất là quen thuộc luôn. Hồi trước mình cũng có con laptop đời tống MacBook Air cũng có củ sạc này mà nó to hơn. Đầu dây sạc có bọc một lớp nhựa đây. Và có cái đèn báo sạc. Củ sạc nhìn khá tinh tế luôn. Đấy. Chúng ta có thể mở cái lẫy này lên và quấn dây vào cho nó gọn. Chúng ta sẽ lắp cái dây thích cắm vào. Cái thích cắm này nhìn thấy đẹp luôn. Ở đây có một cái thích cắm cũng hai chấu dự trữ. Thì cái này sẽ cắm vào sẽ dùng lớp cục to, chứ không phải dây nối dài như cái phích cắm kia.
Design by Apple in California. Trong chắc chắn là sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và kiểu gì cũng có hai quả táo, logo hai quả táo. Đây là logo hai quả táo. Rồi hết rồi. Toàn bộ phụ kiện. Tên tên vào đây. Còn MacBook Air 13 inch thôi nên nó không to. Và chắc chắn nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao mình mua con này. Tại vì với số tiền là 18 triệu thì có rất là nhiều con ngon của mình rất là khủng. Bóc nốt lớp siêu này ra. Thì đơn giản là một là mình thích đồ của Apple, hai là nó đáp ứng được đủ công việc của mình. Quá chất luôn, mắc phê. Mình chỉ chỉnh sửa video nhẹ nhàng thôi, không có nhu cầu chơi game nặng nên không cần phải cấu hình cao. Và cực kỳ kết con này ở cái điểm là pin dùng hơn 10 tiếng liên tục không cần sạc. Mỗi tội là màn hình nó không phải là Retina và chip xử lý nó không mạnh thôi, còn đâu rất là ok. Toàn cảnh chiếc MacBook. Đây là mặt dưới. Vâng, mặt dưới cũng một vài thông tin. Và bốn cái đệm mút để chống xước cho con laptop và những cái ốc. Các bạn nhìn thấy nó rất là mỏng luôn. Đây là cạnh trái. Cạnh trái có jack tai nghe 3.5, đầu USB 3.0 và cổng sạc cùng với mic. Cạnh phải, cổng Thunderbolt, cổng USB, cổng SDXC. Và mở lên sẽ như thế này. Khi mở lên thì các bạn sẽ thấy một cái lớp giấy bảo vệ màn hình. Gõ phím thì khá nảy và êm. Tổng qua con này thì cũng không phải là yếu. Nói chung là ngon. Giá là hơi chát thôi. Vâng, rất là mỏng luôn ấy. RAM 8GB, ổ SSD 128GB, các hình HD graphics 6000 thì đáp ứng được đủ nhu cầu của công việc dựng video nhẹ nhàng, trừ chơi game nặng thôi. Có cái bàn di cảm ứng Magitax, thiết kế unibody cực mỏng, chỉ 1.7cm và nặng chỉ 1.35 cân thôi. Và nó có cái chuẩn Wi-Fi 802ac mang đến trải nghiệm nhanh gấp 3 lần so với Wi-Fi trước. Ổ cứng SSD thì mang đến hiệu suất nhanh hơn 17 lần so với ổ cứng thông thường, nên tốc độ khởi động của máy tính rất là nhanh. Bạn nào mà đang từ Win mà chuyển sang Mac thì dùng rất là khó khăn, nhưng mà sau một thời gian nếu mà dùng thì thao tác thì nhanh hơn rất là nhiều so với dùng Windows, tại vì nó có rất là nhiều phím tắt. Với thiết kế mỏng nhẹ, mình có thể mang con này đi làm việc mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là làm việc cả ngày mà không cần sạc luôn. Từ 10 đến 12 tiếng rất là thoải mái. Giải trí xem phim cũng rất thoải mái, pin trâu. To use English as the main language. 若要以繁体中文作为主要语言. Vâng, vừa bật máy khởi động phải mất gần 3 phút, khá là lâu. Ở đây là chọn ngôn ngữ. To use English as the main language, press the return key. Set up một vài bước. Ra rất là phê luôn. Cho các bạn xem cái cấu hình của con này. Đấy.
18GB chip Core i5. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu sản phẩm laptop MacBook Air mua trên Lazada. Các bạn cảm thấy video hay like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Dùng con này là đủ sang chảnh rồi.